các bạn đã đến với kênh Nam Dương TV. Thưa các bạn, thì hiện tại bây giờ thì mình đang đứng ở công viên Gia Định vào chiều 30 Tết. Hiện tại bây giờ là đã 3 giờ chiều. Nắng thì bớt gay gắt hơn rồi. Tuy nhiên thì cái sự gay gắt không nằm ở chỗ nắng mà là nó nằm ở cái chợ hoa. Hiện tại bây giờ là cái chợ hoa đã vào những cái giây phút cuối cùng của năm Canh Tí của mùa Tết năm nay rồi. Thì như các bạn cũng đang thấy là Tết thì người ta những cái người mà bán hoa thì họ đã xuống đường luôn, xuống hơn một phần nửa đường luôn. Tại hiện tại bây giờ thì ở Sài Gòn mà khá là trống trải, thành ra là người bán hoa họ đã đưa xuống cái đường luôn, và giá hoa bây giờ đang rất là thấp. Nhưng mà cái nói chung là cái gay gắt hiện tại bây giờ là cái người trồng hoa họ bán không có được hàng. Đây là những giây phút cuối cùng, thành ra là những người này họ mua thì họ lựa vào cái giờ cuối cùng như này, họ mua như vậy thì họ mới có tiền, họ rẻ hơn. Chúng ta sẽ cùng đi tham quan một chút xíu ạ. Mai bán được không chị? Mai bán được không? Hả? Bỏ luôn nè, chặt bỏ luôn nè. Đâu ai mua quán sổ rẻ bây giờ, không ai mua luôn, phải bỏ luôn, chặt gãy luôn. Bỏ gãy luôn, bây giờ đâu ai mua. Bán giá vốn, lỗ giá vốn luôn, bán 200 ngàn, vô trả 100 ngàn đâu bán được đâu. Thà bỏ luôn chứ không bao giờ bán. Không biết nói sao nữa, đau lòng lắm anh ơi. Cái cây này á, giá vốn người ta đã 200 ngàn rồi mà người ta tới người ta trả giá chỉ có 100 ngàn, thành ra là chủ quán này thà là bỏ không bán. Đúng rồi, vốn 200 ngàn rồi. Chị tính gì chị, để bo tụi em. Tính gì trả lại đi. Thôi được rồi, nói vậy là tụi em hiểu rồi. Cái khách năm nay đó, họ có nhiều không chị? Khách năm nay khi đến công viên Gia Định nè. Nãy mà do người ta xạo quá. Dân bán mà xạo quá, bán rẻ quá rồi cái thành ra đua nhau mà hoa nhiều quá. Dạ. Nay nguyên đống này lấy gì? Bán được có 40 ngàn. Nguyên đống này bán mão hơn 40 ngàn. Còn 50 ngàn trả giá hơn 40 ngàn. Bán có bao nhiêu đây, 50 ngàn trả xuống còn có 10 ngàn một tiếng nữa đó, 40 ngàn. Đắng lòng, dân của mình không biết nói sao. Đến giờ này mà còn đóng cút như thế này thì thôi thua rồi. Và bây giờ là chắc chắn là cái này giá rẻ rồi. Đây là nhiêu chậu, nhiêu chậu, 100 cặp như này, đây là 50 ngàn một giò như này. Giá nó đã rẻ để mà bán, để mà nói cô đứng xong ngày cuối cùng. Cái điều rất là hay là bây giờ là người bán hoa người ta đã tràn xuống nửa cái con đường này luôn rồi, nửa cái con đường Hoàng Minh Giám luôn rồi, rất là vui. Cái này quá cái này. Chắc cái này nè. Riêng đâu, tập thì cái riêng đẹp. Sao tới chờ tới 30 mới mua gì anh? Sao chờ tới 30 mới mua anh? Tại vì lo làm ăn là không có thời gian đi mua anh. Dạ. Lo buôn bán á. Dạ. Chờ ế ẩm quá nên không có thời gian mua, giờ mới có giải quyết hết rồi, bắt đầu mới có thời gian. Và bây giờ mua 100 cặp giờ thì thấy thì sao anh? Giá về cây, mức giá rồi về cái hoa năm nay, sắc hoa năm nay rồi về giá như thế nào? Năm nay không bằng mấy năm rồi, năm nay không có đa dạng bằng mấy năm rồi. Dạ. Năm nay bông nó có nhiều bằng năm rồi. Dạ. Ok, cảm ơn anh. Anh tên gì anh? Huỳnh. Anh tên Huỳnh. Dạ, ok anh Huỳnh. Đây. Cứ 100 một cặp à. Giờ này bông giãn thọ còn đóng như thế này nè. 100 một cặp hả?
không nhận họ cũng cầm cặp. Đi đến mai. Mai thì bây giờ cũng giống như là những cái loài hoa khác, bây giờ là đã vào những cái phút gần như là cuối cùng của cái chợ hoa Tết gia đình năm nay. Cúc mâm xôi đang mùa hé nở, cắt tới mùa. Đây là công viên gia đình mà chị. Dạ, đây mấy chị này đang tìm. Cái này là cặp nhiêu ạ? 150 một cặp hả? Bây giờ là bán sổ để thời gian không còn nhiều nữa. Giống đằng kia thì cái chủ tiệm đã lên xe rồi kìa. Mãi vô. Hoa màu gà. Mua được dưới đây ha anh? Cái đó người ta biếu á. Tức là mình mua rồi mình đem biếu ha anh? Không có, đây ông này ông biếu nè. Ông này ông biếu nè, về chân Tết cho vui mà. Dạ. Đây là cúc, cúc này cúc đại đóa hả? Đẹp quá. Đây. Cây tắc này nhiêu anh? 800 đó. Dạ. Ừ, cao quá nha. Dạ. Tại tầm được nó lâu lắm á rồi. Dạ đúng rồi. Tụi nó gãy mấy cái nhánh á. Chiều cuối năm rồi, mọi thứ dường như đang cũng hối hả. Vào những màn cuối cùng của chợ hoa. Chúng ta đang đi đi đến gần giữa chợ. Có những chỗ bây giờ còn quá trời như thế này nè thưa quý vị. Bởi vì cái sức mua năm nay nó rất là ít. Hôm nay buôn bán được không anh? Hôm nay bán được không anh? Không biết được không, giờ còn đây biết rồi. Rồi mỗi năm chắc cũng giờ nữa chết. Năm rồi cái lý năm nay yếu. Năm rồi còn đỡ rồi hả? Năm nay lỗ. Hôm nay bán được nhiêu rồi? Cái này nó còn như vậy nè. Là của một vườn của anh không đó hả? Giờ còn ở đây không về ăn Tết thì biết. Mai trốn Tết luôn. Bông bây giờ bông như vậy 100.000 một cặp mà ta không mua ta còn trả 60.000 rồi để chú 100.000 cặp bán rẻ luôn hàng về.
Ờ, bán lại cho ông mua lỗ, đi ông ơi, được lỗ lắm rồi. Ngày mai ông mà, ông bán bữa nay chứ ngày mai là ông chạy mẹ nó rồi. Anh này anh đi xe siêu sang, thành ra là anh không có trả giá, chứ còn mấy cái vị kia là trả giá, trời ơi, khổ đời lắm. Mình quá, bữa nay mới đi mua được. Dạ. À, vậy là anh cũng đã mua quất rồi nè. Ra giò đó, có coi chỗ này. 100 cặp, 50 ngàn giò. Mà bây giờ cũng còn đóng như vậy. Bây giờ là mình sẽ đi ngang, đi qua bên kia. Mình sẽ đi qua bên này. Đi nhanh qua. Bên này cũng vậy thưa quý vị, bây giờ bên này thì cũng ra tới giữa đường quất. Những hàng cây cuối cùng. Mãi vô 50 ngàn một cặp. Thôi xin lỗi. Bán lộ vô. Trời ơi, từ đây mà đi vô tới bên kia là 30-40 thước luôn, mà giờ bông còn một đống như vậy nè. Sức mua năm nay rất là yếu. Bây giờ đây là cái nhà vườn rồi, bắt đầu là người ta đã dọn rồi nè. Rồi, vớt vậy? Rồi, cho con lấy tiền luôn. Bưng lên. Lấy rồi, con lấy rồi. Đây nè, ngay xe luôn kìa. Để anh bốn chậu tắt. Quay. Giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Ngủ luôn rồi. Bán tắt riết mà giờ ngủ luôn rồi. Đẹp không? Đẹp á, đây đẹp không? Cũng mấy chồng đâu đâu tính. Thế là anh. Bây giờ người ta bắt đầu người ta bỏ những cây này, người ta chỉ lấy rồi. Ê, vô cho anh 6 chậu. Quay YouTube hả? Dạ. YouTube giúp tù. Bán được chú? Này bán hết quá. Cây này bình thường mất 2 triệu, hôm nay gần gần về nhà sớm mất 200 á. Còn mới còn một số một chứ không có nhiều đâu. Này còn có bán có 150, 200. Ông mất con số một à, 2 triệu giờ mất con số còn 200. Bán 200 nó bán lấy vốn đó, quay lại chiếc xe đang đem hàng về kìa. Dạ. Đó là chiếc xe. Giờ
quay ông bán quay trên đem lên xe đem hàng về làm gì đó. Khổ quá. Rồi đúng ông bán ông lấy mấy chục triệu rồi. Khổ kiếm nghề khác làm. Diễm làm cái khác không? Nói chung là gặp các nhà vườn thì đều rất là than. Năm nay mua giá sức mua không có nhiều. Cái này quay gì anh? Dạ quay lên YouTube ạ. À. Làm YouTube. Quay nhỏ này. Chạy mất rồi. Ra nửa đường luôn nhưng mà vẫn bán không chạy hàng. Bây giờ đây chỉ là những giây phút cuối cùng thôi. Xe à? Giờ còn quá trời luôn. Và giờ là đã gần 4 giờ chiều của ngày 30 Tết rồi. Khi mà mặt trời sập xuống thì coi như là mọi thứ cũng hết luôn. Mà hồi nãy có anh kia anh nói là bán 10 ngày ở đây mà chỉ bán được có 2 cây. Lỗ chết luôn. Mặc dù là có những khó khăn. Rồi. Nhưng mà chợ hoa Tết thì đó vẫn là một nét văn hóa. Vâng, đây là đa ngoài miền Bắc cũng có mặt ở đây nhưng mà giờ cũng còn rất là nhiều. Dạ quay YouTube bán được không anh? Vâng, chúng ta sẽ đi đến những cái đấu hoa mặt trời kia thì Nam Dương TV cũng sẽ khép lại cái clip của ngày 30 Tết ngày hôm nay. Hoa màu gà. Bây giờ thì cũng đã gần 4 giờ chiều của ngày 30 Tết rồi. Có thể đây là cái đợt tưới hoa cuối cùng của anh chị. Đào Bắc 300 một cây. 300 một cây, 300 một cây. Nhưng mà giờ còn lại 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Còn lại 24 cây. Mỗi cây là 300. Đến bây giờ thì vẫn còn rất là nhiều. Còn lại 24 cây đào. Thưa các bạn, thì dĩ nhiên là Tết đến xuân về rồi. Ai cũng mong muốn là ta có một mùa Tết đẹp. Không sao hết đâu thưa quý vị. Dẫu sao thì ngày mai vẫn sẽ là Tết. Thị trường cũng khó khăn một tí. Vâng. Có cái giá sẵn ở đây luôn nè. 150.000 một cặp. Vâng, 150.000 cặp. Rồi.
Thôi thì đến đây cũng đã cuối cuối cái góc đường ở bên phía bên tay phải của công viên Gia Định. Thành ra là thôi bây giờ Nam Dương TV xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trước thềm năm mới thì Nam Dương TV xin kính chúc cho quý vị và các bạn có một năm mới thật nhiều niềm vui, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.